Hi guys, welcome back to my pronunciation lesson. In this lesson, we are going to review all the sounds in English. Now, let's go. Chúng mình hôm nay sẽ cùng cô tập luyện lại toàn bộ nội dung đã được học ở trong phần phát âm, trong cái chuỗi hành trình học phát âm này các bạn nhé. Ok, cô mời chúng mình tập trung. Cô sẽ đọc mẫu và các bạn sẽ tập luyện theo nhé. Ok. Fuse, refuse, solution, 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 tutor, tutor, pollutant, pollutant, okay, scarce. D, discuss, customer, customer, firm, can, confirm, nervous, nervous, okay, for, before, normalize, normalize, pair, pre, prepare, material, 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 okay, hero, hero, tension, tension, pleasure, pleasure, conclusion, 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 okay, finish, finish, chocolate, chocolate, village, village, together, 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 therapy, therapy, okay. Wow, that's it for today. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành toàn bộ nội dung của chuỗi hành trình chinh phục phát âm và 44 âm trong tiếng Anh. Nếu như bạn nào mà đã xem đến cái video này rồi thì cô dành một lời chúc mừng và một lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn đã có đủ sự kiên trì, đã có đủ động lực, đã có đủ sự tiến bộ để chúng ta có thể đi hết cùng với nhau trong chuỗi hành trình này. Và các bạn ghi nhớ là hãy tập luyện đi, tập luyện lại từ video số 1 cho đến video số 20, 24, để chúng ta có một cái nền tảng phát âm cực kỳ vững chắc. Ok, và hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình, trong con đường học tiếng Anh. Thank you so much and goodbye. See you next time. Bye bye.